Mọi người có đoán được đây là gì không? Đây là một bảo tháp bằng kính ngọc lục bảo vô cùng đẹp và nổi bật luôn. Chứa xá lợi Phật ở phía trên đó mọi người, nằm trong một cái mái vòm rất là đặc biệt và ấn tượng, đầy màu sắc ảo giác và đẹp mỹ mãn luôn á. Mọi người biết ý nghĩa là gì không? Là Phật pháp trên khắp vũ trụ đó mọi người. Đây là hình ảnh rắn Naga nè, thì chắc chắn mọi người đi du lịch Thái Lan thì sẽ gặp hình ảnh rắn Naga rất là nhiều lần luôn. Thì mọi người biết câu chuyện đằng sau cái linh thú này không? Rất là thú vị á nha. Đây là bức tượng Phật lớn nhất Thái Lan này mọi người, cao 69m và rộng 40m. Trời quá là bự rồi. Đây là một bức tượng rất là quen thuộc ở những ngôi chùa của Thái Lan nè. Thì mọi người có tò mò câu chuyện đằng sau bức tượng thần bí này không? Đây là bảo tàng Wat Pak Nam, chứa cả cái hiện vật được tặng cho chùa, vô cùng đặc sắc và rất là cổ luôn á. Tất cả những điều thú vị này đều sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay, video khám phá chùa Wat Pak Nam, ngôi chùa có tượng Phật lớn nhất Bangkok. Trong video ngày hôm nay thì mọi người hãy cùng Nhi đi khám phá một trong những ngôi chùa tuyệt vời, góp phần đưa Thái Lan xứng đáng với danh hiệu là xứ sở chùa vàng nhé. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thưởng thức một vài món bánh truyền thống của Thái Lan nè, cùng đi tìm hiểu một bảo tàng cổ ở chùa nè, cùng tìm hiểu những câu chuyện rất là thú vị và những nét văn hóa đặc sắc ở Thái Lan nha, đặc biệt là những câu chuyện đằng sau các cái bức tượng mà mọi người hãy bắt gặp ở Thái Lan nè. Và tất nhiên không thể thiếu những kinh nghiệm và những tips vô cùng hữu ích mà Nhi chia sẻ rất là kỹ trong video ngày hôm nay để có thể góp phần giúp trọn vẹn chuyến đi của mọi người nhé. Ok, let's go! Hi, chào mọi người đến với kênh YouTube Nhi ở đây. Hiện tại Nhi đang đứng ở chùa Wat Pak Nam. Đây nè mọi người, chúng ta đã tới Wat Pak Nam. Nhi đang ở đây. Chúng ta đang ở đây. Ở bên cạnh sẽ là Wat Pak Nam và mình đi thẳng tới mình sẽ thấy là tượng Phật lớn nhất Thái Lan và một khu bảo tháp với đặc điểm nổi bật là đây. Chút nữa chúng ta sẽ cùng khám phá cái này nha. Đó. Để mà di chuyển tới đây á, thì Nhi đã đi BTS Đà Lạt Blue. Nhi đã đi boat tại vì cái quãng đường từ đây lên đây là 1,6 km và đi mất hết 33 bạc tiền Việt là. Đó. Và mọi người di chuyển tới đây thì mọi người có thể đi bằng BTS Tala Blue hoặc là đi bằng bus stop hoặc là đi bộ. Đó. Và mọi người thấy này, vị trí của cái chùa Wat Pak Nam này nó sẽ bao quanh bởi một cái con kinh đây, tên là Pha Si Charoen. Nhi đọc Việt hóa nha mọi người. Đây, con kinh này nó sẽ bao quanh chùa luôn. Đó, mọi người có thể thấy này. Đó. Và thật ra tên của chùa này á, Wat trong tiếng Thái là chùa này, Pak Nam trong tiếng Thái là Waterfront Front, tức là trước một con kinh. Đó. Cái tên này là chỉ vị trí của chùa thôi, trước một con kinh tên là Pha Si Charoen. Wat Pak Nam mọi người là một trong những ngôi chùa rất là đặc biệt bằng Thái Lan luôn. Ngôi chùa này có tượng Phật lớn nhất Thái Lan này, có bảo tháp ngọc lục bảo rất là độc đáo mà mọi người phải đến khảo sát nha. Và đặc biệt là có thêm bảo tàng nữa, bảo tàng ở trong này sẽ có những cái hiện vật cổ và đặc biệt là những cái bức tường mang đậm màu sử thi Ramakrishnan của Thái Lan luôn. Thì ở trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những điều độc đáo này, độc đáo đó trong ngôi chùa Wat Pak Nam nha. Đây và điểm độc đáo đầu tiên, bức tượng Phật lớn nhất Thái Lan. Đó, lên nào. Trời ơi, bức tượng này cao 69m và rộng là 60m đó mọi người. Và bức tượng này là làm bằng đồng. Wow, năm 2021 thì bức tượng này mới hoàn thành. Đó, là cách đây mới một năm thôi đó mọi người. Ngôi chùa Wat Pak Nam này á mọi người là được xây dựng vào năm 1610. Cách bây giờ là 412 năm. Trời ơi, lâu đời dữ ha. Được xây dựng vào thời Ayutthaya mọi người. Đó. Và lúc đấy thì chùa đấy nhỏ thôi nhưng mà là chùa của hoàng gia nha. Và sau một khoảng thời gian thì chùa xuống cấp và được trùng tu lại và đến năm 2021 tức là năm trước á thì cái tượng Phật lớn nhất Thái Lan này mới được hoàn thành.
ngôi chùa này mọi người rất là nổi tiếng ở đối với dân địa phương, thì đối với du khách thì cũng không phải là không biết, mọi người vẫn có thể tới đấy rất là nhiều, chỉ là không có rầm rộ như là Wat Arun đồ này kia thôi. Ngôi chùa này từ rất là lâu trước đấy là trung tâm tôn giáo quốc tế ha mọi người, còn đối với xã hội là trung tâm từ thiền, đối với giáo dục thì đây là trung tâm của thiền đình và giáo dục về Phật giáo. Wow, nên chưa có một ý nghĩa rất là quan trọng, và bởi vì cái lịch sử lâu đời của ngôi chùa này cho nên là gọi là đây là một trong những ngôi chùa rất là lớn ở Bangkok, Thái Lan luôn, và xứng đáng để mọi người đi thử nha. Mà đặc biệt là ngôi chùa này free hết hoàn toàn luôn mọi người, miễn phí tất, nên mọi người nhớ phải dành thời gian để khám phá Wat Phat Nam nha. Ôi, từ lối đi này mọi người sẽ thấy ngay đằng sau của bức tượng Phật khổng lồ lớn nhất của Thái Lan đấy, và ở phía sau đối diện đó là một cái bảo tháp màu trắng. Rồi cái kiến trúc đấy đậm màu sắc của Thái Lan luôn, và màu trắng ấy càng làm cho nó thêm nổi bật nữa, thêm cái sự thanh lịch nữa, nhìn rất là đặc biệt. Ngày hôm nay Nhi đi là ngày chủ nhật á mọi người, nhưng mà hiện tại đang là 12 giờ trưa. Nhi đi giờ trưa cho nó vắng nhất có thể. Nhưng mà cũng khá là đúng không? Và ở đây sẽ mở cửa vào lúc 8 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều. Bảo tháp này có chiều cao là 80m, hình dáng là 12 cành và gồm có 5 tầng á mọi người. Ok, cùng Nhi vào bên trong để khám phá bảo tháp nổi bật này có gì nhá. Trước tiên là mình phải qua đây để mà cửa dành. Rồi, ở trên toàn cảnh nó sẽ như thế này. Wow. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào. Wow, ở đấy là một viên ngọc đúng không mọi người? Nè. À, trên đó này mọi người thấy hình ảnh của búa quỷ Thasakan chưa? Đó. Đây. Và nó được làm nổi lên đó mọi người. Không phải chỉ là nổi nhỏ nhỏ đâu. Nó làm nổi lên rất là... Đây. Wow, rất là đặc biệt ha. Ở đây mình có quay phim được không ta? Để Nhi phải hỏi, Nhi phải xin phép là mình có quay phim được không, và chắc chắn là có thể quay phim thì mới quay phim và chia sẻ với mọi người được. Excuse me, can I film inside the pagoda? Can, right? Thank you. Nếu như mình Nhi đứng ở trực diện ở chùa nhìn ra ngoài, sẽ bức tượng Phật này. Trời ơi, nhìn nó đúng kiểu rất là khổng lồ. Wow. Ở đây sẽ có những cái thông tin này, museum, một cái horn, một cái museum tiếp, một cái memory horn và một glass pagoda. Đây là cái mà Nhi thích nhất khi mà Nhi xem mọi người review về nơi này ấy, thì đây là thứ mà làm cho Nhi cảm thấy ấn tượng nhất. Ở đây nó sẽ có những cái quy định, mình sẽ không được hớt hay là kiss, không được nhảy, không được múa, không được yoga. Mọi người nhìn ở phía trong nhà này, trời ơi, là màu đỏ. Và bên này cũng vậy, cũng có những cái hình ảnh nhân vật quỷ Thasakan này, vua quỷ Sự Lan Ca trong sự thi Ramakrishna Ấn Độ này, của Thái Lan này, voi Erawan kìa mọi người. Đây này, mọi người có thấy kỹ hình ảnh voi Erawan không? Và là một lính thủ, một gọi là bảo vật của Thái Lan. Khi tới Thái Lan mọi người sẽ thấy rất là nhiều về hình ảnh voi. Đó. Wow, mọi thứ đều làm rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết đó mọi người, nhìn rất là độc đáo. Wow. Wow.
một cái giống như là một cái khu hội nghị á mọi người, sẽ có những cái dãy ghế ở đây. Mình nghĩ ở đây là một cái hón á. Và mọi người nhìn những cái này này, rất là chi tiết mọi thứ, và đúng là mang phong cách của gọi là những cái ngôi chùa Thái Lan, đều được dát vàng rất là lấp lánh. Đó. Wow, là tất cả mọi cái trần đều là những cái chi tiết như thế này. Đó, mọi người nhìn đi. Ở trên tầng này á thì trần nhà sẽ không có hình ảnh của những nhân vật trong sự thi Ramakien của Thái Lan nữa, mà là những cái chi tiết theo kiểu hình tròn này như thế này. Đó. Và đây là bảo tàng nha mọi người. Thề luôn là cái gì nó cũng kiểu vàng lấp lạnh, không vàng thì cũng là ngọc rồi này kia. Trời ơi. Wow. Rất là nhiều tượng Phật luôn á mọi người. Đồng hồ cũ hồi nhỏ ở nhà Nhi hay có à, nhà Nhi có cái đồng hồ này xong rồi nó hư xong ba vứt rồi. À và nhà bà nội Nhi cũng có những cái đồng hồ như thế này á mọi người. Đó, cái đồng hồ như thế này nè đấy, không biết mọi người có thể nhìn rõ không, phải gọi là những cái chi tiết ở trong đấy á, mọi thứ nó đều rất là tỉ mỉ luôn. Mình nhìn vào mình thấy kiểu mình phải trầm trồ luôn á mọi người. Trời ơi, rất là rộng đây. Rất là rộng cái khu vực bảo tàng này á mọi người, cực kỳ rộng luôn ấy. Wow, ở đây thì sẽ trưng bày những cái tường nó lớn hơn. À mọi người, Nhi sẽ cố gắng đưa thẳng vào mọi người có thể cái bức tường tặng đây, và ở dưới nó có một cái dòng ghi chú không, Nhi sẽ đọc cho mọi người nha. Nam mô Buddha Haya là bức tường được donate bởi phó thủ tướng của Myanmar. Bức tường màu trắng đấy rồi mọi người, bức tường màu trắng này này. Mọi người này, đây là hình ảnh tượng Phật vào ngày Chủ nhật. À, đây là tượng Phật vào ngày thứ hai. Đây là The Buddha Image of Tuesday, ngày thứ ba. Đó. Ở đây là The Buddha Image of Wednesday, ngày thứ tư. Wow. Thật sự rất là tiếc bởi vì những cái bảng miêu tả này là bằng tiếng Thái nhưng không đọc được. Và đây là hình ảnh Phật vào tối ngày thứ tư. Mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh của voi ở đây không? Đó, hình ảnh của chú voi nằm ở đây nè. Đấy, thì mọi người có biết không, trong Phật giáo, tức là quốc giáo của Thái Lan ấy, thì voi là có một cái tầm quan trọng rất là lớn. Bởi vì trong câu chuyện về Phật giáo thì mẹ đẻ của Phật giáo, tức là Hoàng hậu Maya, đã mơ thấy một con voi trắng. Sau đó thì mang thai Đức Phật. Đó, còn trong Ấn Độ giáo, tức là đạo Hindu ấy, thì voi Erawan là bậc cưỡi của thần Indra. Thần Indra là vua của các loài thần, là thần sấm sét trong Hindu giáo á mọi người. Đó, và đối với Thái Lan ấy, thì voi là một linh thú, là một con vật mà nó hết sức thiêng liêng, hết sức quan trọng trong nền văn hóa cũng như là tín ngưỡng ở Thái Lan. Cho mọi người xem này nha. Đây. Thì đây là The Buddha Image of Saturday vào ngày thứ bảy. Đây. Đó. Thì đây là bức tượng Phật đắng ngồi thiền, và ở phía sau là hình ảnh rắn Naga. Và trong bức tượng này thì rắn Naga có 5 đầu. Thì mọi người có biết vì sao mà lại có
ở bức tường như thế này không, thì để Nhi chia sẻ cho mọi người nghe một câu chuyện đằng sau nha. Đầu tiên phải kể đến là rắn Nada. Đó, trong sử thi Ramayana của Thái Lan hay là Ramayana của Ấn Độ thì cũng có hình ảnh của rắn Naga này. Và rắn Naga do ảnh hưởng của Phật giáo cho nên là cũng không mang điều ác, mà nó trong mình cái tấm niềm là thiện á mọi người. Mọi người có thể xem rõ ở đây này. Đó, nắm đầu của rắn Naga. Đó, lúc mà thái tử, lúc đấy Phật đang là thái tử và đang ngồi thiền ở bên cạnh một con sông, thì trời bỗng đổ mưa rất là lớn, mưa bão lũ lụt rất là nhiều. Và lúc đấy thì vua rắn Naga đã bò ra và lấy thân mình cuộn quanh Phật và lấy cái đầu ấy kiểu như là toạc ra để làm thành một cái ô che mưa cho Đức Phật, làm cho Đức Phật khiến giúp cho cái quá trình tu hành của Đức Phật nó không bị gián đoạn. Đó, thì đấy là câu chuyện đằng sau cái bức tường đó. Mà rắn Naga có năm đầu thì tượng trưng cho năm là lá kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn rắn Naga mà có ba đầu thì sẽ tượng trưng cho thiên, địa, nhân, tức là trời, đất và người. Còn rắn Naga mà có bảy đầu thì thông thường cái bức tường vừa nãy nè, mọi người cũng có thể bắt gặp là hình ảnh rắn Naga có bảy đầu. Thì bảy đầu ý nghĩa là sự đắc đạo trong tu hành. Còn chín đầu thì ý nghĩa là con đường dẫn lên thiên đàng, thiên đường. Đó, thì sẽ như vậy. Trên tầng trên thì mọi người sẽ thấy những bức tượng Phật rất là lớn ở phía trong đó, và được rào lại bằng cửa kính hết á. Đây là khu vực mà mọi người có thể gọi là cúng lạy và cầu nguyện, ngồi thiền nữa. Đó, như sẽ lên tầng trên nè. Thật sự luôn ấy. Gió. Ui. Wow. Hiện tại là ở đây đang mưa mọi người, mưa lạc đạc. Mọi người thấy trời rất là nhiều mây và hiện tại cũng đang mưa. Nhưng mà mây là không mưa lớn ấy, chỉ mưa nhỏ nhỏ thôi mà vẫn có nặng một chút để như có thể quay phim được. Nhi cảm thấy ấn tượng nhất và mong đợi nhất rồi đây. Đây nè. Bảo tháp này là Ngọc Lục Bảo á mọi người. Mọi người có thể thấy này, ở phía dưới là hình ảnh của rắn Naga. Đó. Ở đây là hình ảnh của rắn Naga có 5 đầu, 1, 2, 3, 4, 5. Đây. Mọi người nhìn rõ ha, rắn Naga bao quanh cái phần chân của bảo tháp luôn. Và ở phía trên này là có hoa sen này mọi người. Wow, trời ơi, đẹp dễ sợ luôn ấy. Ở phía trên này mọi người nhìn nè. Đó, thì có những cái bức tranh tượng Phật đang ngồi thiền định. Đấy, mà ở giữa. Wow, rất là đẹp luôn ấy. Nhìn ngoài là mọi người giống như, nhìn ngoài là mọi người sẽ thấy nó kiểu lấp lá lấp lạnh, rất là đẹp luôn. Rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ. Và màu sắc nó kiểu hòa hợp với nhau ấy. Mình sẽ cảm thấy kiểu phải không một từ ngữ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp ở đấy luôn á mọi người. Và ý nghĩa của nguyên một cái bức tranh này này mọi người, đó là Phật giáo trong vũ trụ. Đấy, hay ha. Nhi đang ở tầng dưới cùng, tức là cái cổng đi ra luôn á mọi người. Đây thì ở đây là một bảo tàng. Và là hình ảnh của voi. Đó. Cái quạt này như thể dùng ở trong phim Tây Du Ký nha. Đây là hình ảnh của rắn Naga này. Thì đây là hình ảnh rắn Naga mà chỉ có một đầu nè. Này, mọi người có thể bắt gặp hình ảnh rắn Naga với rất là nhiều đầu, và số lượng đầu của cái tường đấy sẽ biểu thị ý nghĩa, nó sẽ có một ý nghĩa giống như vừa nãy Nhi có chia sẻ đó. Ba đầu thì là nhân địa thiên, còn thiên địa nhân chứ, đúng rồi. Bảy đầu là ý nghĩa trong tu hành, còn năm đầu thì là kim mộc thủy hỏa thổ.
Đó, rất là nhiều ý nghĩa khác nữa mọi người. Những cái chỗ này á, mọi người Ba Nhi có. Ba Nhi rất là thích những cái như thế này. Và trên nó cũng có hình ảnh của rồng này. Ở đây này mọi người sẽ có những cái xe, đây xe cũ. Thì những cái xe cũ này nè thì được tặng cho chùa Wat Pak Nam. Đó, hình ảnh xe chở lúa. Ở đây là những cái dùng để xúc muỗi á mọi người nè. Tại vì á, đây là bức tranh này. Đó. Bảo tàng này á mọi người có một cái mà Nhi rất là thích, đó là bất cứ một cái hiện vật nào được trưng bày á thì ngoài trừ những cái gọi là những cái bảng mà ghi thông tin ở bên dưới, nhưng mà rất là gọi là tiếc một cái là Nhi không biết tiếng Thái. Mà những cái bảng đấy chỉ ghi thông tin về tiếng Thái thôi chứ không ghi tiếng Anh. Đây mọi người nhìn là những cái bảng thông tin như thế này này. Đó, bảng tên và có những cái á, thì nó có thêm những cái dòng miêu tả ở phía bên dưới nữa. Thì tiếc là Nhi không đọc được. Nhi rất là thích cái điều đấy. Kiểu như là mọi người tới tham quan mà mọi người đọc mọi người hiểu được đó là cái gì. Ngoài ra còn có hình ảnh nữa, còn có cái hình ảnh biểu thị nó giống như cái họ trưng bày cái không có biết được cái đấy, cái dùng để mà xúc muỗi á, thì cùng có một cái bức tranh nói về cái hình ảnh đấy luôn. Còn nếu như mà họ trưng bày một cái xe chở lúa thì cùng có một cái bức tranh để mà du khách họ tới họ xem, họ có thể mường tượng ra là cái xe đấy, cái nó được dùng cho trường hợp nào, rồi như thế nào, trong lịch sử nó như thế nào. Đấy, rất là hợp lý. Những cái giường, cái bàn, cái ghế cũ, mọi người thấy trên đầu giường không? Đây đây này, nó cũng là hình ảnh của một chú voi á mọi người. Rồi, Ba Nhi mà thấy cái này chắc Ba Nhi thích lắm á. Ba Nhi là chủ tể của những cái đồ mà gọi là gốm sứ rồi gỗ đồ mà kiểu cổ ấy. Ba Nhi rất là thích luôn ấy. Những cái đồng hồ rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ mình khám phá ở đây xong rồi, bây giờ mình ra ngoài ha. Hey, mọi người nhìn nè. Mọi người nhìn thấy cái tường mà được xây dựng ở đây không? Thì ở bên kia sẽ có những cái hình vẽ và mọi người sẽ thấy nhân vật trong sử thi Ramakien của Thái Lan. Nó sẽ cọ ở đây, hiện diện ở đây. Đó, ở bên kia là hình ảnh của vua quỷ Thotsakan này. Đó, ở bên kia là rắn Naga này. Đó, rất là nhiều những cái hình ảnh, gọi là những cái bức vẽ về cả những nhân vật ở trong sử thi Ramakien của Thái Lan. Đó là mọi người đủ hiểu là cái sử thi Ramakien ở Thái Lan ấy, nó đã kiểu như là nằm trong cái đời sống tinh thần của người dân nơi đây rất là, gọi là rất là sâu sắc luôn ấy. Mọi thứ đi đến mọi nơi ở Thái Lan mình đều thấy những cái nhân vật của sử thi Ramakien này. Lúc này Nhi khá là đói bụng nên là ra ngoài cổng chùa xem thử là có gì để ăn không. Thì trời ơi, có nha, bánh trái nước ngọt đồ này cái gì cũng có luôn á. Mà mấy cô dì bán hàng ở đấy cũng rất là dễ thương luôn á mọi người, trò chuyện rất là vui luôn. Nhưng mà lúc đó cái mic của Nhi gặp trục trặc cho nên là không có thu được tiếng. Trời ơi là trời. Thật ra thì Nhi cũng không biết những loại bánh này là bánh gì, cho nên là Nhi nhìn hình rồi đoán cái bánh đó là bánh gì rồi mua thôi á mọi người. Thank you. Trời, hai cô này đúng dễ thương luôn á. Người Thái Lan rất là thân thiện luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử những cái món bánh mà vừa nãy vừa mới mua nha. Trời. Khá là ngọt. Rất là ngọt. Nhưng mà mùi dưa rất là đậm. Hình như ở trong cũng dưa, ở ngoài cũng dưa. Và ở trong cái bột ấy hẳn cũng có nửa cục dưa nữa. Rất là nhiều dưa ở đây. Ở ngoài là dưa tươi. Ở trong nè. Ở trong là quá thay đắng rồi. Ở ngoài á là cơm dừa nè. Đó, ở phía trong cũng là dừa.
Nhưng mà ở trong nó chắc là dừa mà họ thêm đường vào hay sao ấy. Nói chung là nó màu cam cam như vậy và vị rất là ngọt. Còn cái lớp mà bao xung quanh ở ngoài ấy, đó là bột. Chắc là bột nếp ha. Ừ, rất là mềm luôn ấy, rất là mềm. Bánh khá là ngon, nhưng mà nếu như mà tiết chế cái vị ngọt một xíu nữa thì sẽ hợp với cái gọi là thở hết rồi lên hơn. Mềm á. Thì theo mình sẽ thử cái bánh này. Ở ngoài là lá chuối, xong rồi họ hấp lên nghe mùi giống mấy trang những cái bánh của Việt Nam mình luôn ấy. Bánh chuối, cái nhấn ở trong là chuối ấy, mọi người. Nguyên một rác chuối. Cái này giống cái trang bánh trưng của Việt Nam mình, nhưng mà thay vì là nhân đậu xanh thịt mỡ của bánh trưng thì sẽ là nhân chuối. Thật đấy mọi người, ai đã từng ăn cái bánh này thì sẽ có cảm nhận giống như nguy trang luôn á, cái trang bánh trưng luôn á, chỉ có cái nhân là khác thôi. Bánh này thì không ngọt lắm nè, ngọt vừa đủ, nhưng mà bánh này rất là vừa miệng. Coi cái bánh dưa bữa nãy á thì hơi bị ngọt gắt quá. Hi, bây giờ Nhi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những thông tin hữu ích về Wat Pak Nam trong chuyện du lịch Bangkok Thái Lan nha. Đầu tiên Nhi phải nói rằng Wat Pak Nam xứng đáng có tên trong lịch trình khám phá Bangkok Thái Lan của mọi người đó, tại vì nó thật sự rất là thú vị và đặc biệt luôn. Nhi thích nhất và Nhi nghĩ là mọi người cũng sẽ trầm trồ và cảm thấy hứng thú nhất với bảo tháp bằng ngọc lục bảo chữa xả lời Phật ở phía trên, và được xây dựng trong một mái vòm được thiết kế rất là đặc biệt, với nghĩa là Phật giáo trong khắp vũ trụ. Thì Nhi tới thì Nhi cảm thấy cái bảo tháp này thật sự rất là đặc biệt, nó có một cái màu sắc rất là riêng luôn á. Còn đối với những người mà thích tìm hiểu về văn hóa, truyền thống, cuộc sống của người dân Thái Lan từ xưa cho đến nay thì mọi người sẽ cảm thấy đây là thiên đường, Wat Pak Nam là thiên đường, bởi vì ở trong Wat Pak Nam có một bảo tàng và chứa những cái vật phẩm rất là cổ được tặng cho chùa, cho nên mọi người sẽ tìm hiểu rất là nhiều ở trong đấy. Để mà chấm điểm thì Nhi thấy Wat Pak Nam là 10 trên 10 luôn á. Nhi không chê bất cứ một cái nào, tại vì cái chuyện đi khám phá Wat Pak Nam của Nhi cảm thấy rất là tròn vẹn. Nhi kể cho mọi người nghe một chuyện về chủ bảo vệ ở đấy. Thì lúc đấy Nhi đang thăm bảo tháp thì Nhi chỉ có quay phim, Nhi đi một mình mà. Xung quanh của Nhi chỉ toàn là những người cầm điện thoại và chụp hình rất là nhiều hình. Rất là nhiều người chỉ toàn là chụp hình thôi. Thì chủ ấy tới nói với Nhi rằng là con có muốn chủ chụp hình cho con không? Thì thật ra chủ nói bằng tiếng Anh cũng bập bẹ thôi, nhưng mà Nhi hiểu và chủ chụp ảnh rất là có tâm luôn, có tâm hơn con bản thân của bạn. Đây, những hình ảnh đây. Thực sự cảm thấy rất là hài lòng luôn á. Nhiều khi đi du lịch tại một nơi nào đấy, một vùng đất mới nào đấy thì mình sẽ cảm thấy hứng thú, mình sẽ cảm thấy thỏa mãn bởi văn hóa lịch sử này, bởi gọi là ẩm thực, rất là nhiều thứ về đất nước đó. Nhưng mà con người mới thực sự là một yếu tố mà khiến chuyện đi của mình cảm thấy vượt xa kỳ vọng. Và bây giờ Nhi sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những thông tin về Wat Pak Nam ha. Kinh nghiệm thứ nhất là phương tiện di chuyển và vị trí. Như Nhi có chia sẻ thì Wat Pak Nam nằm ven một con sông tên là Phasi Charoen, Nhi đọc hơi Việt nha mọi người. Thì chắc chắn nằm ở bên cạnh một con sông thì mình có thể di chuyển tới bằng thuyền rồi đúng không? Thì trong lịch trình của Nhi á, Nhi cũng dự định là sẽ đi bằng thuyền. Tuy nhiên khi mà Nhi tới và Nhi gặp nhân viên ở đấy thì nhân viên bảo là nếu như mà Nhi muốn đi di chuyển đến Wat Pak Nam thì Nhi phải mua một cái tour một ngày trị giá là 1.000 baht. Còn nếu như mà chỉ đi thuyền tới từ đây cho đến Wat Pak Nam thôi thì giá là 400 baht. Thì Nhi nhận ra đây là một cú lừa, cho nên là Nhi đã kịp thời đi BTS đến Wat Pak Nam thay đổi lịch trình rồi. Cho nên là Nhi chia sẻ với mọi người để mọi người có thể lưu ý ha, về cái phương tiện di chuyển đến những cái địa điểm như là chùa Wat Arun này kia, đặc biệt là thuyền nữa, thì mọi người nhớ hỏi và tìm hiểu kỹ thông tin nha, vì sẽ dễ bị lừa và có khá là nhiều những người gọi là những người cấu mồi để mà mình có thể chi nhiều tiền ra cho họ khi mà di chuyển từ một địa điểm nào đấy. Cho nên mọi người nhớ lưu ý ha. Thêm một cái nữa, đó là khi mọi người đi tàu BTS đến Wat Pak Nam thì trạm gần nhất là cách chùa 1.6 km. Thì 1.6 km đấy mọi người có thể đi bằng Grab hoặc là Boat hoặc là mọi người đi bộ. Thì Nhi lúc đấy Nhi đi bằng Boat với giá là 39-40 baht. Thì mọi người cân nhắc ha.
Kinh nghiệm thứ hai đó là Wat Pak Nam là chùa, và khi mọi người đi thăm chùa ở Thái Lan thì cần để ý trang phục của mình ha, nhớ che vai và váy thì dưới đầu gối một xíu ha. Kinh nghiệm thứ ba là về thời tiết. Mọi người cũng biết thời tiết ở Thái Lan rất là nắng nóng và thất thường. Lúc mà Nhi đi với mọi người trong chuyến du lịch vừa rồi á, thì cứ sáng nắng chiều mưa hoài luôn á. Đặc biệt là mọi người đi vào tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1 thì thời tiết rất là thất thường luôn, cho nên mọi người nhớ chú ý ha. Nên là lúc nào mọi người cũng thủ sẵn cho mình những cái ô dù với là kính mát, cái chống nắng này kia ha. Kinh nghiệm thứ tư là vé bẻ vào cửa free hoàn toàn, không có vé vào cửa nha mọi người. Thứ năm là thời gian hoạt động. Thời gian hoạt động của chùa từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều nha mọi người. Và cuối cùng đó là ở ngoài cổng chùa thì thường hay có những cô chủ bán những chim ốc cả và những con vật để mình có thể mua và phóng sanh. Thì nếu như mọi người muốn, mọi người có thể tới thẳng trực tiếp của chùa luôn ha. Đặc biệt nhất đó là ở trước cổng chùa thì thường hay có mấy cái quầy mà bán những cái món bánh truyền thống của Thái Lan từ người địa phương ở đấy luôn. Nên là mọi người nhớ vào và ủng hộ những cô chị đấy nha, tại vì những cái cô chị đấy thật sự rất là thân thiện luôn á, và món bánh thì cũng rất là ngon nữa, cho nên mọi người nhớ thử nha. Mọi người nhớ đón xem video tiếp theo vào 10 giờ sáng ngày thứ tư. Ngày thứ tư nha mọi người, khám phá Central Market, khu chợ trung tâm đặc biệt thú vị và cực kỳ nổi tiếng ở Kuala Lumpur, Malaysia, nơi mà Nhi đang sinh sống. Nếu như mọi người thích video này thì nhớ bấm đăng ký kênh, nút chuông, like, share và comment những cái nhận xét, phản hồi, đóng góp của mọi người ở phía bên dưới nha. Và đừng quên chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 10 giờ sáng ngày thứ bảy hàng tuần. Và nhớ video tuần sau là... mọi người nhớ xem video này nha, rất là thú vị luôn á. Với phương châm là vứt bỏ mọi định kiến, giữ một cái đầu rồng để có thể khám phá, hưởng thụ mọi vùng đất mà mình đi qua, thì Nhi mong là video này truyền một năng lượng tích cực để mọi người nha. Cảm ơn mọi người, bye bye. Và nếu như mọi người chưa xem video khám phá Terminal 21, khu trung tâm thương mại đặc biệt rất là độc đáo ở Bangkok, Thái Lan, thì nhớ click vào video này để xem tiếp theo nha.